Chào tất cả các bạn. Ngày hôm nay thì là ngày Nhà giáo Việt Nam và Duy Khoa đang trên đường quay trở lại trường cũ của mình là trường Trung học Phổ thông Việt Đức. Tất cả chúng ta vào ngành Nhà giáo Việt Nam thì hầu như là đều hướng về những ngôi trường cũ, thầy cô giáo cũ đã dạy dỗ chúng ta học tập, dạy dỗ chúng ta nên người. Và ngày hôm nay thì Khoa quay trở lại trường Trung học Phổ thông Việt Đức để thăm các thầy cô, các cô cũng như là sẽ hát tặng các thầy cô giáo và các em học sinh tại trường. Tại trường cũ của Duy Khoa thì ngày hôm nay thì cũng sẽ diễn ra một sự kiện hết sức đặc biệt, đó là làm các em học sinh thì sẽ cùng nhau làm một chiếc bánh rất là lớn để tặng các thầy cô giáo. Các bạn hãy lên đường của Duy Khoa nhé. Sôi động của Duy Khoa không ạ? Vâng, sẵn sàng bé quá, sẵn sàng hay không ạ? Ok, nếu mà Khoa hát bài sôi động thì mọi người có sẵn sàng đứng lên nhảy của Duy Khoa không ạ? Có nhóm nhóm nhảy nào sẵn sàng lên sân khấu để nhảy cùng với tôi không ạ? Có không ạ? Và bây giờ tôi sẽ mở nhạc, tôi sẽ hát. Bạn nào mà đủ tự tin bước lên sân khấu nhảy cùng tôi, ở phía dưới nếu đủ tự tin đứng lên nhảy cùng Duy Khoa, sẵn sàng không ạ? Xin gửi đến các bạn một ca khúc rất là sôi động được mang tên Khiêu Vũ Bên Em. Ở dưới có sẵn sàng đứng lên không ạ? Những cánh tay của bạn bây giờ. Có ai sẵn sàng đứng lên nhảy với tôi không ạ? Một người, hai nữa. Chắc là các bạn có rất là nhiều điều tuyệt vời trong ngày hôm nay.